tiêu phẩm trong ngày của anh em tổ đầu tiên. Con cắm cặp gì chi biết đi. Có con chiến cặp về cả anh em. Càng nhà ông hô thân rã. Bên này vẫn có này em đi. Cặp cụ cái dạng cặp bể chăng. Cặp đây rồi. Nó đứng nhỉ. Như mặc đồ vô đây mà lấy luôn nha các bạn. Siêu phẩm thứ hai quả cây tràm này. Tổ này em còn nắm tơ này. Mà quấn ở ngoài đông này. Siêu phẩm này. Siêu phẩm thứ hai nha các bạn. 4 tầng hơn 2 kg. Tầm 2 cây 2 cây 3 gì đấy. Cỡ đó. Con đúng đặc rồi luôn. Chụp. Tổ thứ hai nha các bạn. Đây một tổ này này. Hai tổ. Vô bi đây. Con dây này chuẩn bị đẻ tiếp.
Bắt được tổ ông mấy nha các bạn. Con bằng 2-3 con ông Trần luôn. Khiếp. Tổ này ông mệt ho có múa như ông váng vậy. Sạp đấy, sạp giống vang luôn. Con khá là to nha các bạn. Một con là đúng bằng 2 con ông chân luôn. Đất yep. Siêu bự, siêu to. Thành quả tổ thứ hai nha các bạn. Quần ra vô rất chia đông luôn. Làm sạt đất luôn. Tổ này chắc nhiều nhất thì 3 tơn, không có thêm 2 tơn nha các bạn. Nằm sạt đất quá. Cá đẹp nha, tròn. Tiến hành mặc đồ vào để lấy nha các bạn. Thành quả đây nha các bạn. Tổ thứ hai nha các bạn. Khá là đẹp nha, khá là mây luôn. Đặc con luôn. Chỗ nào cũng có con luôn. Đó. Rất chi là đẹp luôn nha các bạn. Ai yêu quý thì cho mình một nút đăng ký kênh, một nút like video, một nút chia sẻ để anh em có động lực ra video nhiều hơn nha các bạn. Khá là mây luôn. Đẹp. 4 tầng nha các bạn. Tầng trên này bé mà đúng đặc con luôn. Khá là đẹp nha. Bộ này chắc là hơn 1 ký. Thật chí là nhiều nhồng luôn. Đẹp nha các bạn. Siêu mẩy luôn. Yếu phẩm thứ 3 tổ vào vẹ nha các bạn. Cực kỳ to luôn nha. Nhìn các bạn. Cực bự luôn. Tổ này phải trên 2 ký nha các bạn. Quá đẳng cấp rồi. Cực kỳ to luôn nha các bạn. Đồng không sạt đất. Siêu phẩm luôn. Quá đã. Mặc đồ vào để lấy nha các bạn. Quả đây nha các bạn. Vị trí là 4 tơ. Khá là đẹp nha các bạn. Tầm cân 7, cân 8 nha các bạn. Khá là to. Quả đẹp nha các bạn. Đây có siêu phẩm nha các bạn. Quá là to luôn. To hơn tổ thứ hai cái này luôn. Quá là bự nha các bạn.
qua máy mình nhé các bạn. Hôm nay một mình đi một mình nhé các bạn. Được 3 tổ rồi. Bự. Nên mặc đồ vào là lại dập đường tầm 5 đến 6 mét nhé các bạn. Khá là tổ rồi. Đang ở trên đôi khá là cao nha các bạn. Đường điện 5.000 kV này. Quá kỳ hóa khi ánh hà tinh nha các bạn. Đang thả bét phế nè. Thấy chưa? Nắng nó phản chiếu vào đẹp. Giống như kiếm từ tháp Ai Cập. Cao tốc Bắc Nam nha các bạn. Cầu vượt. Đây là đập, đập kỳ hóa nha các bạn. Nặng quá. Xa xa đó là khi ảnh khá là đẹp. Mấy lần bắt được 2 tổ nha các bạn, thanh quá. Một tổ ở chỗ này với một tổ ở bên kia cái cây đấy. Hai tổ cách chắc 150 mét. Cháu này cột điện đấy nha các bạn. Cột điện này. Giờ xuống núi nha các bạn. Quá nắng. Thành quả một ngày của anh em nha các bạn. 4 đến 5 ký nha các bạn. Cắt tỉa sạch sẽ con 4,5 ký. Khá là mịn. Đẹp này. Bịt con rồi. Quá đẹp. Ai nhông thì liên hệ mình nha các bạn. Cắt sạch sẽ luôn nha. Một ngày lao động cũng ổn hơn đi măn tram. Rồi chào các bạn nha.